Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài số 2 của giáo trình Hán ngữ 1 với tiêu đề Khan yǔ bú thài nán, tiếng Hán không khó lắm, và chúng ta bắt đầu học thôi. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi vào phần bài khóa. Mời các bạn nghe nội dung bài khóa. Nǐ máng ma? Hěn máng. Hán yǔ nán ma? Bú thài nán. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần từ mới. Từ đầu tiên là máng. Máng là tính từ có nghĩa là bận. Ví dụ, bù máng. Bù máng nghĩa là không bận. Từ tiếp theo mình có từ ma. Ma. Đây là trợ từ ngữ khí biểu thị ngữ khí nghi vấn. Và có nghĩa là không, mình đặt ở cuối câu khẳng định sẽ tạo thành câu nghi vấn. Ví dụ như là Nǐ máng ma? Nǐ máng ma? Nghĩa là bạn bận không? Hay là Nǐ khǒu ma? Nǐ khǒu ma? Tức là bạn khỏe không? Từ tiếp theo mình có từ khẩn. Khẩn là phó từ, nghĩa là rất. Và phía sau thì thường cộng với tính từ hoặc là động từ. Ví dụ như là khẩn máng. Khẩn máng là rất bận. Khẩn tạ. Khẩn tạ là rất to. Hay khẩn khảo. Khẩn khảo là rất tốt. Tiếp theo mình có từ Khan yǔ. Khan yǔ nghĩa là tiếng Hán. Từ tiếp theo mình có từ nán. Nán là tính từ có nghĩa là khó. Ví dụ, Khan yǔ nán ma? Khan yǔ nán ma? Tiếng Hán khó không? Khan yǔ khẩn nán. Khan yǔ khẩn nán. Tiếng Hán rất khó. Từ số 6 mình có từ thài. Thài là phó từ có nghĩa là quá. Và phía sau thường cộng với tính từ. Ví dụ, Khan yǔ thài nán. Khan yǔ thài nán. Tiếng Hán quá khó. Hay là Khan yǔ bú thài nán. Khan yǔ bú thài nán là tiếng Hán không quá khó. Hay là tiếng Hán không khó lắm. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là ba bạ. Ba bạ đó là bố hoặc là cha. Ví dụ, ba bạ máng ma? Ba bạ máng ma? Bố bận không? Ba bạ khẩn máng? Ba bạ khẩn máng? Bố rất bận. Thành viên tiếp theo trong gia đình đó là ma mạ. Ma mạ nghĩa là mẹ. Ví dụ, ma mạ khảo ma? Ma mạ khảo ma? Mẹ khỏe không? Ma mạ khấn khảo. Ma mạ khấn khảo. Mẹ rất khỏe. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là cưa cựa. Cưa cựa nghĩa là anh trai. Và mình có một số từ liên quan, đó là xoài cưa. Xoài cưa là xoái ca hay là anh chàng đẹp trai. Hay tả cưa. Tả cưa đó là đại ca hoặc là anh cả. Tiếp theo mình có tỷ tỷ. Tỷ tỷ đó là em trai. Ví dụ, tỷ tỷ khảo má. Tỷ tỷ khảo má. Em trai khỏe không? Tỷ tỷ khấn khảo. Tỷ tỷ khấn khảo. Em trai rất khỏe. Thành viên tiếp theo mình có mây mẹ. Mây mẹ đó là em gái. Và có chỉa chịa. Chỉa chịa là chị gái. Từ tiếp theo mình có từ nán. Nán là danh từ nghĩa là nam hoặc là con trai. Và ngược với nán thì mình có từ nữ. Nữ
nghĩa là nữ hoặc là phụ nữ, mình đã học ở bài 1. Và có từ nán rấn. Nán rấn là đàn ông. Ok, và như vậy là chúng ta đã học xong từ mới của ngày hôm nay. Sau đây thì mình cùng nhau ôn tập lại từ mới. Mời các bạn đọc cùng mình. Máng, ma, khẩn, khăn nhủ, nán, thay, bà bà, ma mạ, cưa cửa, tỷ tỷ, mẹ mẹ, tha, tha. Hai từ cuối này thì mình đã học ở bài hôm trước rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đọc lưu loát bài khóa, sau đó thì học thuộc và dịch bài khóa. Nǐ máng ma? Hǎn máng. Hàn yǔ nán ma? Bú tài nán. Và như vậy là chúng ta đã học xong bài số 2 của giáo trình Hán ngữ 1. Và các bạn nên dành thời gian để mình ôn tập lại từ mới, học thuộc bài khóa, cũng như là luyện thêm phần đọc ngữ âm ở phần luyện tập. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chào tất cả. Zài jiàn.